Vâng em à, xin chào toàn thể các bác là thợ bẫy cò bạc trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hiện tại em chuẩn bị hàng cho các bác để đánh tháng 3 của năm 2023 đây. Thì nhà em đã về rất là nhiều lưới để úp cò úp vạc cho các bác. Tại vì em giới thiệu cho các bác từng loại một nhé. Đây này. Đây nhá, cái loại này có loại là loại cước này. Cước nhá để chạy giường này. Chạy giường không dán đấy. Nó dòng dòng không dán nha các bác nhá. Đấy, dòng này để úp cò này, dây này để úp cò trắng với cò bợ nhá. Các bác nhá. Đấy, hoặc là dây giật nhá. Dây giật ok hết. Đấy, còn đây. Đây dây cáp này. Dây cáp lụa đây các bác nhá. Dây cáp lụa để chạy dây giường này. Đấy, chạy dây giường nhá. Đấy. Để chạy làm dây để dây úp lưới vạc đấy các bác nhá. Đấy, lưới vạc thì mới dùng cần dùng cái loại dây cáp này chạy đấy. Cáp lụa nhá các bác nhá. Đấy, các bác nào thích dùng loại nào thì em sẽ cung cấp cho các bác loại đấy. Còn đây chuông bật đây. Đây là dòng chuông bật đấy nhá. Đấy, dòng chuông bật của em rất là nhiều lắm, em lấy nhiều luôn đấy các bác ạ. Còn đây em để đây này ít thế này thôi, còn đâu là lưới, đây lưới lưới nhá, loại lưới đây các bạn, đây này lưới lưới cước nhá, lưới cước để dành riêng này đánh vạc này, mắt 6 phân này, đấy mắt 6 phân nhá, anh em nào thích dùng mắt 6 phân thì dùng để rút vạc ra đấy, đấy mắt 6 phân sợi 6 nhá, sợi xe 6 nhá các bác nhá. Đấy, thằng này thì đánh ok luôn, độ bền nó cao lắm, xé thoải mái luôn, không có xe mắt nha các bác nhé, hàng chuẩn chỉ chuẩn luôn. Em nhà em thì nó có hai hai loại, một loại mắt 7, loại mắt 8 phân và loại mắt 6 phân. Đấy, anh em nào dùng loại nào thì em sẽ cung cấp cho các bác loại đó. Đây đây là hàng này thì nó hàng cước Thái này, nhưng mà cái thằng này thì nó lại sợi này, sợi 0,25 này. Đấy, dành riêng nhá, nó là mắt từ mắt 8 phân, 8 phân, 9 phân và 10 phân và 12 phân nhá. Cái này có thể để đánh cô gái được này. Cô gái cô ngói được. Đấy thì nó đánh rất là, cái thằng này đánh rất là nhẹ. Đấy, còn thường thường anh em toàn đánh để đánh cò bợ này, cò bợ cò trắng. Đấy, dài mấy chục mét được thì ok hết. Em sẽ làm đây là phôi của nó nhá. Phôi của nó là nguyên bản là như này, màu xanh. Còn đâu em sẽ nhuộm cho anh em là màu đen hoặc màu nâu đất. Đấy, màu đen là màu tàng hình ấy, còn màu nâu đất thì ấy. Đấy, anh em là thích dùng loại nào thì em sẽ cung cấp cho các bác loại đó. Để anh em về đi trải nghiệm, đã sắp đến tháng 3 rồi. Thì đấy, anh em là đặt sớm đi đi. Thì em sẽ chuẩn bị cho các bác để em làm cho các bác đỡ phải chờ đợi. Em cũng chào toàn thể các bác và hẹn các bác video tiếp theo ạ. Và các bác hãy nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho em nhé. Em chào toàn thể các bác ạ.